Sleep. Okay. Silent. There you go. Good morning, everyone. Are we ready? Jack, give it. Are we ready? Okay. Thank you for participating in our month-end, our June 2019 Đại Bi Chan. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái Đại Bi Chan cuối tháng thứ sáu 2019. A lot of people showed up today. We're very happy to help you. Nhiều người đến đây ngày hôm nay lắm. Usually, this many people would be a full house at Lu Mountain Temple. Today is sort of like a third full. Đáng lý là nhiều người tới như ngày hôm nay gần 50 người đó, thì bên Lưu Sơn Tự là chật ních rồi. Ở đây là khoảng chừng 1/3. Time is running short, so I have just want to talk to you, give you a short talk. Thì giờ không có bao nhiêu, thì nói vào cái vấn đề tài ngay lập tức and get to the point right away. I've always didn't think much about bowing dharma. Repentance is a bowing dharma as well. Thì thầy trước kia thầy không có chú trọng về cái pháp lạy Phật với là sám hối. Because I used to have a big ego. Hồi đó cái ngã nó lớn vậy sợ. When you have a big ego, you don't like to bow. Cái người mà ngã lớn đó không thích lại. And of course, when you don't like to bow, you don't like to repent either. Mà thì quý vị không lại thì tự động, không thích lại tự động, quý vị không thích sám hối. Okay. As you notice, this repentance dharma requires we start repenting by bowing. Tại cái pháp sám hối đó, bước đầu tiên hết á, hiện tại chúng ta lễ Phật, lễ Bồ Tát. All right. And it's very important to understand why my teacher told us to repent every day. Ngài Tiên Hóa, Ngài dạy chúng tôi đó, mỗi ngày phải sám hối. We are supposed to do this Đa Bi Chan every single day. Đáng lý chúng ta phải làm cái Đa Bi Sám mỗi ngày. So we plan to do that as soon as our temple is operational. Cho tới cái chùa chúng ta mà sửa sang một tới trình độ nào đó rồi, we start doing Đa Bi Chan again every single day. Chúng ta sẽ làm cái Đa Bi Sám mỗi ngày. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Because that's to undo the damages, the problems we have that we need to repent. Có những cái chuyện mình cần phải sám hối. You don't repent, then you cannot cultivate. Không sám hối thì không tu được. What's the first thing? What's the advantage of repentances? We repent of the offenses that we created in the past that we want to avoid the retributions for. Mình sám hối để tránh những cái nghiệp báo mà mình đã tạo cái nghiệp từ quá khứ rồi. In particular, when you're sick, you need to repent. Nhất là quý vị lúc mà bệnh hoạn, quý vị phải sám hối. In particular, when you have bodily illnesses, có những cái bệnh thân, okay? If you repent, you will get better. Những cái bệnh mà thân bệnh, quý vị sám hối, nó sẽ bớt bệnh. In particular, there's a class of illness that you really need to repent. Có một cái loại bệnh mà quý vị thiệt sự cần sám hối. Anyone knows what that is? Có ai biết cái bệnh gì không? I notice it just because, you know, these people who have this type of illness, they don't repent at all, they don't bow at all. Mấy cái người mà bệnh loại bệnh có là bệnh này không thích sám hối, không thích lại Phật. You know what kind of illness that is? Có ai biết không? Loại bệnh gì không?
Yes. The one in blue, the only one in blue. Master, is it depression? Exactly. The illnesses that you need to repent because your doctors cannot fix it for you. Có những cái là bệnh mà quý vị phải cần sám hối tại vì những cái bác sĩ chữa không được. All sorts of mental illness, you need to repent. Tất cả những loại tâm bệnh quý vị phải sám hối. Because doctors can't help you. Sự thật cái bác sĩ mà chữa tâm bệnh không được. It's not possible for our doctors to fix your mental illness. Okay? And furthermore, many of these people who have mental illness don't know they have mental illness. Có những người mà có tâm bệnh, người ta không biết mình có tâm bệnh. So what are you going to tell? What are you going to do now? They don't even know they have mental illness. What can you do? Người ta không biết mà có tâm bệnh luôn nào. And these mental illness, those illnesses are the most major obstructions to our getting what we want. Bệnh là cái mà cái cản trở lớn nhất mà khiến quý vị không đạt được cái mình muốn. Okay, the stabichan here is to help you get what you want. Khi đại bi sám này là cái pháp để giúp quý vị được toàn nguyện. Okay, so out of compassion, the Guanyin Bodhisattva realizes we suffer so much in this world already. Tại vì với cái lòng từ bi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài thấy rằng chúng ta ở cái thế gian này, cái thế quả ta bà này khổ dễ sợ lắm rồi. So therefore she says, out of compassion, I want to teach you a way to relieve your suffering by getting what you want. Thành ra vì cái lòng từ bi, ngài mới đem tạo cái pháp đại bi sám này để giúp chúng ta đạt được cái toàn nguyện để bớt cái khổ một tí này. Okay, every time we get our wishes, we feel it better. Yes? Mỗi lần quý vị được toàn nguyện, không phải cảm thấy được nó thoải mái hơn tí không? Okay? So that's how you relieve the suffering. That's how the great Bodhisattva decided to help us relieve our suffering. Đó là cái lý do, một cái lý do chính mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tạo cái pháp đại bi sám này để giúp chúng ta. And my master also, the more I study him, những ngài ân sư của thầy ngài Tiến Hóa, mỗi ngày càng ngày càng nghiên cứu ngài, I realize that how Guanyin Bodhisattva like he really is. Thấy ngài rất là giống như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Extremely compassionate, rất là từ bi. Okay, and that's why this is one of the great dharmas, Guanyin Bodhisattva dharma is brought to our Saha world. That's what our lineage, we specialize in practicing Guanyin Bodhisattva's dharma. Thành cái dòng chúng ta, cái dòng chuyên môn là luyện những pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Okay, so those of you who have not memorized the Tabecho yet, please do. Là những cái người mà chưa thuộc cái chú Đại Bi, thầy khuyên quý vị nên thuộc chú Đại Bi. It takes a lot of blessing. That's a measure of your blessing. So đó là một cái tiêu chuẩn để coi thử cái trình độ phước báo của vị chừng nào. If you have the blessings, you'll be able to memorize it. Đủ phước, tự động sẽ học thuộc lòng. You don't have enough blessings, you struggle like heck. Bởi vì không có phước, không đủ phước thì khó mà gì đó, khó mà thuộc lắm. I remember personally when the master disciple Hẳn Tở Phả Sư started teaching me to Master Shenhua's Dharma. Lúc ngài thầy Hằng Đức mà bắt đầu dạy thì thầy về cái pháp ngài Tiến Hóa đó. He taught me the meditation which didn't help much. Ngài thầy Hằng Đức dạy thầy thiền
không dạy gì nhiều hết, because he's not that strong meditation, không hiểu gì thiền. Okay. But he taught me, he told me one thing is very important. Có chuyện là dạy rất, thầy Ấn Đức dạy rất hữu ích cho thầy. He told me to memorize, memorize the recitation book. Thầy Ấn Đức dạy thầy học thuộc lòng cuốn sách Nhật Tụng đi. So I went back home, I memorized it. Về nhà học thuộc lòng từ đầu. And in that recitation book, the first thing you have is what? Ở trong cái sách Nhật Tụng, cái đầu tiên của việc thuộc lòng là cái gì? Shrunga mantra là cái chú lăng nghiệp. So I memorize it. One of the first things I memorize là một cái đầu tiên mà thầy thuộc lòng. Didn't know anything about Maya, nó không hiểu gì cái đại thừa hết. Just memorize it, học thuộc lòng thôi. And when I was younger, my memory is pretty good. Hồi thì còn trẻ, trí nhớ nó khá tốt. So for the Shrunga mantra, has 54 lines. Cái chú lăng nghiêm có 553 cái dạng cái hàng tiếng Phạn of Sanskrit characters, nonsense Sanskrit characters, chữ tiếng Phạn. So I memorized in 5 weeks. Thầy học cái đó thuộc lòng, nội trung tâm tụng học thuộc lòng. Started first by memorizing 10 lines per day. Bắt đầu học thuộc lòng 10 câu, 10 hàng một ngày. And then every day I would review the prior days and then memorize another 10 lines. Thì mỗi ngày ôn lại mấy ngày trước, xong thuộc lòng hết rồi mới học tiếp 10 hàng. So pretty soon I started going so fast. The first section is very difficult. Cái phần đầu tiên khó nhất. After you memorize first section, it's very easy to memorize the rest. Học cái phần thứ nhất rồi, 4 phần còn lại dễ thuộc hơn nhiều. Anyway, after that, I started memorizing Tà Pê Châu. Sau đó thầy mới học thuộc cái chú Đại Bi. You know how long it took me to memorize Tà Pê Châu? Tốn thầy biết bao lâu không? 554 lines of Lăng Nghiêm Châu, which is very difficult. It's one of the most difficult ones to memorize. Học thuộc lâu, chú Lăng Nghiêm rất là khó thuộc. Rất nhiều người học không thuộc nổi đâu. And Tà Pê Châu is only 83-84 lines. Chú Đại Bi có 83 hàng. So it's about 1/7. Khoảng chừng 1/7 của cái chú Lăng Nghiêm. Okay. And it took me over 2 weeks to memorize Tà Pê Châu. Thầy phải tốn hơn 2 tuần mới thuộc được cái chú Đại Bi. And I found out later why. Sao mình hiểu tại sao? I have no compassion whatsoever. Thầy không có một cái lòng đại bi. Unlike my teacher, I have no compassion whatsoever. My preference is to make you suffer. Ngài Tiên Hóa thì giúp cái vị tránh khổ sở. Thầy thì thích cái vị chọn khổ sở. I prefer that you choose to suffer. Okay, so that's why. All right. So I hope that you, bottom line, hope you memorize the Tà Pê Châu and practice bowing and repent dharma. So thầy khuyên quý vị nên lại Phật nhớ cái chú Đại Bi, lại Phật và tu mấy cái sám pháp sám hối. Okay. Because you know you have a lot of illnesses you don't know about. Quý vị không có những cái bệnh mà quý vị không biết luôn nữa. You need to repent. You need to bow. Quý vị phải lại Phật. Quý vị phải sám hối. Okay. To reduce those illnesses. You notice the people who are sick, they don't want to bow. They don't want to repent. Okay. Very hard, heavy karmic obstructions. Những cái người thiệt sự bệnh hoạn không chịu lại Phật, không chịu sám hối. Nghiệp chướng họ nặng dễ sợ. Okay, that's all I have for you today. Thank you. Let's take a 10-minute break and then come back and do lunch offering. Ngày này chúng ta ngừng ở đây, nghỉ 10 phút, quay trở về cung ngọt. Thank you.